quanh quanh đấy nó bán rộng mười mấy triệu mét vuông. Mình có một cái đầm nó độ 4,5 ha. Nhưng mà tính ra hecta thì nó ra khoảng bao nhiêu, bao tiền hết? 1 ha 10.000 mét. 10.000 mét là bao tiền? Nếu cứ 10.000 mét ở đấy thì nó khoảng giá nó khoảng hơn trăm. Hơn trăm đấy nè. Hoặc cứ 1 ha thì nó khoảng hơn 100 tỷ. 7 hecta nó khoảng gần nghìn tỷ. Không, 4,5 ha thì nó lại dính nữa, mình đầm sen đấy. Đầm thì mình đầm sen không bán được ạ. Hả? Cái đầm không tính bán được, không được lấp, không được lập, không được bán. À, đầm nhà nước thì không, đầm của mình thầu lại thôi, nó xung quanh của bơm mình mua hết thôi, nhưng mà kiểu cái đầm thế là nó không được, nó kiểu nó làm cái khu sinh thái. Đấy, kiểu đấy, kiểu điều hòa. Điều hòa. Đấy. Thế cái đầm nó không tính bán được, chỉ tính những cái hecta ở trên thì nó được khoảng 3 hecta thôi. Ta nó tính hơn 300 tỷ rồi nữa. Vâng, đáng yêu. Wow. ASEAN nó mới rộng. Vâng. À. ASEAN nó hội thái mua rộng. Vâng nhỉ. ASEAN bao nhiêu hay tại? 30 ha. Úi giời. Vâng. Mà toàn đấy, toàn đất. Nông nghiệp. Đất xây dựng. Không, đất xây dựng nhất. À thế à? Ừ. Sướng nhỉ. Anh Thịnh bạn em nó còn một cái đôi vua nữa. Đôi vua năm nay đầu tư 600 tỷ tòa rồi. Tôi có khác đấy. 600 tỷ nữa, hoàn thiện cái khách sạn. Kinh nhỉ. Mạnh lắm. Nó mua đầu năm nó đầu tư cái lan đột biến ấy, 10 tỷ. Vâng. Cả giống, cả vốn, cả nhà lưới, nhà nông. Cái gì lan đột biến? Vâng. 10 tỷ. 10 tỷ đầu năm nó mới đưa giá 80 tỷ chưa bán. Ôi dồi. Vâng. 80 tỷ chưa bán, riêng cái vườn lan của nó thôi. Sợ nhỉ. Siêu lợi nhuận nữa. Mình bây giờ mình mơ đấy có tỷ khó chả có rồi có. Cái đất của anh đấy nó này chứ. À, đất xây dựng hết à? Hả? Dạ. Đất xây dựng hết à? Vâng, một phần thôi. Mình đang làm dân. Bây giờ chỗ nào mà mình thích bao chỉ mình bán phân lô ấy, thì nó lại mình lại chuyển đổi. À. Từ đất vườn xong nộp thuế sang giá đất ở. À. Thì nó đắt lắm, nó bán ở quanh quanh đấy. Còn, ví dụ bây giờ mình đang bán nó chỉ được khoảng tầm chục triệu mét vuông. Ừ. Thì nó mình phải nộp thuế khoảng triệu mét nữa. Phân lô nó bán lên kiểu ở dạng thế thì nó bán là được 15-20 triệu. Đấy, Phượng Thịnh nó đang làm mấy lô cạnh mình luôn. Nó toàn phân nó bán. Nó được giá. Nó mua rồi, chắc nó mua đấy chỉ khoảng độ 6-7 triệu mét rồi. Ừ. Cái một thứ các thứ làm hạ tầng nó ra khoảng độ 8-9 triệu. Ừ. Nó bán 15-25. Một lô của nó mua có toàn là mấy nghìn mét vuông, 3-4 nghìn mét. Ừ. Thì nó có lãi mấy chục tỷ một mà nó chỉ làm khoảng độ vài tháng thôi, 4-5 tháng.